ý kiệt vờ lỡ. Ngọc đang khiếm thị. Phúc cá hố. Mèo mập review. Tiến châu Phi. Trợ lý sư tử hình người. Nói chút nữa thì tôi. Thơm thế. Thôi được rồi. Thôi, chịu được quá. Vậy hả, đi về tay chút rồi đâu, xem nha. Ừ, đúng rồi. Đầu ít thôi. Ủa, một xíu thôi. Đó, nữa nữa. Ít hơn, nửa muỗng hơn. Ờ à, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, nó nào. Hồi quê. Hả? Mình nghe bị dạng nè, mình sẽ bỏ cái ruột. Sao giờ mới ăn cái ruột? Mày giờ cây kìa. Ừ. Không thấy cây kìa. Không. Kiếm cái lấy cái chén này cái tồi. Rồi rồi cái này làm sao? Đó, mình cắt ra tí cắt vuông cho. Gì nữa rồi, đúng không? Đúng không? Cái này nói gì?
Giờ đây cho tao trúng 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 cái tay. Đây là lần đầu tiên mình ăn ớt chuông. Wow. Nó nóng lắm. Đi cái bó hồng. Trước khi chạy té tự nhiên. Giờ 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 luôn. Nhìn nó màu dây dây giống chẳng hiu quá à. Sợ như yêu. Wow. Con gì mà em sợ. Bị cái chạy. Ừ cơ. Tấm này hơi con gì vô sợ đó. Mèo mày con gì em sợ ấy. Một kiếm còn sợ đó chứ. Thằng này mi mày ba đèn quen đi, còn không thấy chỗ cho ông Phúc vô ba mày. Rồi tối như kiểu mình nhắc ông Phúc vô chứ. Đó, được, được, được quá, được, nhiều quá. Được, làm review. Chắc ba mày hết vậy đó tèo. Chờ cái này nó vui đây. Tập thiện kheo, bỏ được rào. Đâm cho chơi nghiễm. Bỏ được rào được hoài. Đúng rồi á. Bỏ muốn rụng rồi á. Đâm nghiễm vô. Rào, ba một góc, còn góc đó tèo cắt mà. Tự lấy. Cây đâu mẹ. Ớt đó. Nhưng mà thèm ớt mua mua cái tay cái kẹt á. Đang xeo em rồi Phúc. Mình kém hay ớt này quá. Quét này nó chắc ớt. Cái này là cái gì? Cái mỡ cái tím chắc tròn nha. Nãy giờ nãy cái miệng nó chắc dài chắc tròn. Xiêm xiêm miếng thịt. Cái tròn, cái tròn, cái tròn. Cắt cái hai bị khúc gì á. Hai bị khúc. Cuốn nè, cuốn kìa. Ớt, thịt ớt, thịt ớt. Rảo rớt này nè. Thịt đâu? Hả? Thịt đâu? Đừng lên đó, nó đổ vô mình cái đi đồng xu hả chồng? Đi mình cái đồng xu mày, mày ăn không? Để nê nê cái cây. Rớt, 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 rớt. Để cho nó nguội ơi. Rồi, sao, để cho nguội. Đó đó, bị gấp ra càng dở nên nguội dữ nè. Anh thì em đã yêu rồi bà. Đừng có. Bỏ ở cao quá. Nó có ít gì vậy. Mẹ cá cừ. Hay quá Phúc ơi. Dài dữ ơi. Luộc lên không chín. Lát nước mà mày lo gì? Mày nó nóng á. Thiệt cái chơi từ từ là chứ ai hết gì đâu mà làm một hộp chơi nóng. Đi 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 đi. Vừa thao lát nó xin nữa. Ai cho chị đi thẳng trước? Đầu video thông giờ đây là người thử đầu tiên nhiều nhất. Đừng có nảy. Không, cắt to lên, nướng cắt. Cắt vậy được á.
đúng rồi, cắt như xuống đây vậy. Đúng rồi, đừng có để. Đúng rồi, nó mới to vậy á, cho nó nó nhỏ quá, nhiều chia sẻ. Chị gãy ra chị gãy ra chị tắt mà. Ở nó là cái con. Gì? Thôi chị tôi lên kêu đi cưng. Thôi khỏi khỏi. Khỏi khỏi. Sao tôi đấy đi con. Con sắc mẹ, con sắc mỏng mẹ. Trời ơi, ta cục bự bự gì ăn cho đi. Đuổi. Đây, đồ ăn cho. Hơn đây lại thích lại ăn nó càng căng. Thôi được rồi, chặt rồi. Đúng rồi, bí đều vào tay vô cái đó nó nóng. Siêu quy keo cáp được chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Tí thì mua thèn rồi. Giờ sao nó ra đi? Đây con đi cho. Ủa gì xem chị? Yêu boy. Yêu boy. Mấy ngày trước 5 ngàn nữa. 5 ngàn nha. 20 ngàn luôn. 20 ngàn luôn, 5 ngàn ai bán lỉ. Mới giùm coi. Ai trời. Sơ kỳ rồi. Sơ kỳ chung rồi. Đi âm. À, đi. Đi Phúc. Đi. Thôi, cho cái thằng Phúc ở đây cho mình. Đây. Đâu, con lấy kiếm làm. Cho đây. Mở ra giùm coi. Mở ra giùm ơi. Tay cho người. Kêu tí cũng nướng luôn hả? Dạ, nướng luôn. Chiên vô nướng hết. Ít thôi. Nướng hết luôn, bỏ luôn. Ồ. Còn không xíu chùa ai. Có cái gì á. Lát lè nóng lốt rồi. Đây là bề mặt của người mà mình biết nhất. Bỏ mì không? Bỏ mì không? Có. Ít thôi. Không đâu. Bỏ. Ít. Bỏ nửa đó. Ít thôi. Một nửa luôn. Mày thấy nghe tao coi là đầu bếp. Cái gì?
tiếp, một chút nữa thì tiếp. Làm thơm cái gì? Thôi được rồi. Chiều được quá. Vậy thôi, đi về tay chút rồi đâu, xem nha. Ừ, đúng rồi.